Chào mừng cô chú anh chị các bạn trở lại kênh với Tân Food. Đây là món bánh mít hấp này cả nhà. Món bánh vô cùng thơm ngon và hấp dẫn luôn đó. Cả nhà chỉ cần một ít mít chín nè, thêm ít bột nữa là đã có món bánh thật thơm ngon mà màu sắc vô cùng bắt mắt luôn. Kèm thêm một ít nước cốt dừa thơm béo nữa thì thật là tuyệt vời luôn. Và cách làm cũng như nguyên liệu vô cùng đơn giản. Nếu thích mời cả nhà cùng theo dõi phần sau video nha. Và mình đã chuẩn bị phần mít, đây là 600g này cả nhà. 600g là mình đã loại bỏ hạt rồi luôn nha, chỉ tính cái phần thịt mít này thôi. Cái này là mình dùng mít Thái nha, cả nhà có thể dùng mít ta bình thường cũng rất là ngon luôn. Và mít này mình sẽ cắt nhỏ ra, các bạn có thể cắt sợi nhỏ hoặc là cắt hạt lựu giống mình. Mình thấy cắt hạt lựu thì dễ trộn bột hơn. Thì tùy cả nhà thích thôi, mình cắt sợi, nếu có cắt sợi thì cũng cắt sợi ngắn thôi, không nên cắt sợi dài quá cũng khó trộn nha. Hoặc là cắt hạt lựu như vậy thì mình thấy dễ trộn bột nè. Phần mít sau khi cắt xong á, mình cho qua cái thao hơi rộng xíu để tí nữa mình dễ trộn bột. Bánh này khi thành phẩm nó có gần giống như bánh chuối hấp vậy đó, nhưng mình thấy nó thơm ngon hơn rất là nhiều luôn. Phần mít á, khi cắt nó thơm lắm luôn á. Mình cắt xong rồi nè, để qua một bên, mình đi nấu nước đường. Mình dùng đây là 60g, cái này là đường thốt nốt, cả nhà có thể dùng đường cát bình thường nha. Và mình cho vào đây 300ml nước. Và mình nấu với lửa vừa, khi nào mà thấy nó tan hết đường là được, mình không cần phải nấu sôi lâu. Nấu sôi lâu á, các bạn phải chờ nó nguội bớt nè, và nó cũng bay hơi mất cái lượng nước đó. Nè, nó vừa sôi luôn, đã tan hết đường rồi, mình tắt luôn. Mình tắt lửa luôn, mình để cho nó nguội bớt. Chỉ cần nguội bớt thôi. Trở lại với phần mít, mình cho vào đây 260g bột năng. Và 40g bột gạo. Nếu mà các bạn thích cái bánh nó dai hơn thì mình dùng toàn bộ là bột năng hết là 300g. Thêm vào nửa muỗng cà phê muối. Mình có thể trộn sơ lên nè. Sau đó các bạn có thể mang bao tay vào á, mình bóp nhẹ. Mình bóp nhẹ, mình vừa trộn á vừa bóp nhẹ cái phần mít á để cho nó mít nó hơi dập dập ra thôi. Để nó tiết cái phần mật ra để bánh nó thơm hơn cũng như màu đẹp hơn nữa. Chỉ cần bóp nhẹ thôi, không cần phải bóp cho nó nát nha các bạn. Mình vừa bóp nhẹ cũng như vừa trộn luôn để mít và bột nó đều nhau, sau đó mình cho nước đường vào. Nước đường các bạn phải để cho nó nguội bớt, nó vừa ấm nóng thôi nha. Nó đừng có nóng quá cũng như nó đừng để cho nó nguội thì mình pha bột quá nó không có, khi hấp nó không có bị lắng. Mình cho vào từ từ, các bạn có thể chia ra 2-3 lần đó. Mình trộn lên. Trộn bột này thì các bạn nên mang bao tay và mình trộn tay á thì nó dễ đều hơn nha. Sau đó cho hết phần còn lại. Cái nước này các bạn canh cái độ ấm nóng nó khoảng là 35 đến 40 độ là vừa. Nó không cần chính xác đâu, nó nóng nóng là được. Rồi cho vào hết, mình trộn đều lên một lần nữa. Cái này sử dụng nhiều mít á cho nên cái bột này nó sẽ hơi đặc như vậy nha các bạn. Và sau khi mình trộn đều rồi, mình chuẩn bị khuôn để hấp luôn. Cái này mình pha nước ấm nè, bột cũng rất là nhanh nở, không cần phải để nghỉ lâu. Các bạn có thể cho vào một cái khuôn to rồi mình hấp miếng to rồi mình cắt ra cũng được. Hoặc là nếu có khuôn nhỏ thì các bạn dùng khuôn này cho nó đẹp. Mình quét dầu ăn nè, để cho dễ lấy bánh ra hơn. Bánh này thì nó hơi dính nha, các bạn quét kỹ dầu ăn xíu. Không có khuôn này các bạn có thể dùng khuôn bánh lăn cũng được nữa. Trước khi múc bột hấp á, thì mình nên đảo đều phần bột lên một lần nữa. Mình nên đảo trộn đều lên trước á, mình mới múc bột để nó không có bị lắng bột nha cả nhà. Rồi mình múc cho vào đây luôn. Nếu mà các bạn muốn dễ lấy bánh ra hơn thì các bạn có thể cho khuôn vào làm nóng trước. Nhưng do cái bột này cũng khó múc đó nên mình chỉ quét dầu ăn thôi. Rồi mình múc trước luôn rồi mình cho vô hấp. Trong lúc này các bạn nên nấu cái nồi nước sôi sẵn nha. Mình hấp từ lúc nước sôi. Bánh cho vào xửng mình bắt lên hấp luôn, mình hấp từ lúc nước sôi và hấp với lửa trung bình thôi nha cả nhà. Thời gian hấp sẽ từ khoảng từ 10 tới 15 phút, tùy cái bánh dày hay mỏng. Với cái bánh này là mình hấp khoảng 12 tới 13 phút là được nè. Cái này mình không cần thử đâu, bánh này nó cũng mỏng đó, khi các bạn thấy bột nó trong lại hết như vậy là được. Khi hấp xong mình lấy ra để cho bánh nó nguội hẳn luôn, mình mới dễ lấy bánh ra khỏi khuôn nha. Trong thời gian chờ bánh nguội á, mình nên nấu nước cốt dừa luôn cả nhà.
cho vào nồi 800ml nước cốt dừa. Cái này mình nấu hơi nhiều để mình làm công chuyện khác. Nếu cả nhà làm cái lượng bánh như mình làm vừa rồi á, thì mình chỉ cần nấu một nửa công thức của cái nước cốt dừa này là được nha. Cái này mình nấu 800 thì các bạn chỉ cần nấu 400ml là được. Thêm 120g đường và một muỗng cà phê muối. Nước cốt dừa ăn bánh nó giống như bánh này, giống như bánh chuối vậy, nó hơi mặn mặn nó mới ngon cả nhà. Nấu với lửa riu riu thôi. Mình nấu lửa riu riu khi nào thấy nó sôi nhẹ lên á, hồi đó mình mới cho bột vào. Nè, các bạn thấy nó sôi nhẹ rồi nè, mình giảm lửa nhỏ, nấu thêm 1-2 phút nữa. Mình chuẩn bị thêm khoảng một muỗng canh đầy bột gạo đó. Mình pha thêm 3-4 muỗng canh nước gì đó, mình pha hơi loãng ra. Sau đó mình cho đây tạo độ sánh. Cái bột này các bạn có thể chuẩn bị là bột bắp hoặc là bột gạo ra đều được nha. Nước cốt dừa thì mình không nên dùng bột năng, dùng năng mình khuấy nhiều nó dễ bị tuột bột lắm. Cho vào từ từ. Từ khi cho bột vào mình nấu thêm 1-2 phút nữa cho chín kỹ phần bột cũng như phần nước cốt nó sánh lại là được. Nước cốt này nếu thích hành lá các bạn vẫn có thể cho thêm một ít hành lá rất là thơm ngon luôn. Nhưng hôm nay mình không có cho hành lá. Vậy là xong này cả nhà. Vậy là phần nước cốt dừa thơm béo của mình đã hoàn thành rồi. Mình tắt lửa luôn nha. Bánh sau khi để nguội mình sẽ dễ dàng lấy ra khỏi khuôn hơn. Tuy nhiên nó cũng hơi dính nha cả nhà. Nếu cả nhà muốn mà lấy ra dễ hơn nữa thì mình có thể làm nóng khuôn trước. Phần bánh rất là thơm ngon luôn, màu sắc lại bắt mắt nữa. Nếu cả nhà thích mà độ dai nhiều thì mình dùng toàn bộ là bột năng là 300g, không cần pha bột gạo. Cái này mình thích độ dai vừa thôi, nên mình có pha một ít bột gạo trong đó. Hôm nào có thời gian hoặc nhà có mít chín đó, các bạn hãy làm thử món bánh này để mời gia đình mình thưởng thức. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Chào mừng cô chú anh chị các bạn đã trở lại kênh với Tân Food. Hôm nay mời cả nhà cùng vào bếp với mình để làm món bánh bắp hấp nước cốt dừa nha. Món bánh dẻo ngon hấp dẫn với sự kết hợp của bắp Mỹ và nếp được gói trong vỏ bắp đem hấp nên rất là thơm luôn. Đặc biệt kết hợp với nước cốt dừa và dừa nạo rám vỏ nên bánh rất là béo và nhờ sự nêm nếm có độ mặn mặn nên nó vừa ngon mà lại không hề ngán chút nào luôn. Và cách làm món bánh bắp này rất là đơn giản luôn cả nhà. Nếu thích mời cả nhà cùng vào bếp thực hiện với mình nha. Để làm món bánh này mình chuẩn bị đây là 300g nếp. Nếp bò vo rửa sạch trước nè, sau đó cho nước vào ngâm, ngâm thời gian khoảng từ 3 tới 4 giờ. Cái nếp này mình dùng loại nào cũng được, tùy gia đình mình thích thôi. Và nếp này là mình cũng ngâm đủ thời gian rồi cả nhà. Mình cho ra cái rổ á để cho nó ráo nước. Cho hết ra đây luôn. Mình để đây cho nó ráo nước. Trong thời gian này mình đi chuẩn bị bắp. Bắp các bạn có thể dùng từ 4 đến 5 trái tùy cái bắp to hay nhỏ. Miễn khi mình gọt ra nó khoảng từ 600g là được, nó gấp đôi lượng nếp là được nha. Và khi bắp này mình mua về á, nhớ giữ cái vỏ lại. Các bạn chọn cái vỏ nào nó sạch đẹp á, mà nó còn nguyên cái tấm to á, thì mình rửa sạch rồi để cho ráo nước. Một xíu nữa mình dùng cái này nè, mình gói bắp mình đem đi hấp sẽ rất là thơm ngon luôn. Nếu không có cái này mình có thể cũng có thể gói trong lá chuối cũng được nữa. Bắp thì các bạn dùng dao gọt hoặc là mình tách nguyên hạt cũng được. Nếu mà tách nguyên hạt thì một tí nữa cũng phải cho vào trong cái máy xay. Mình thấy mình gọt vậy đó, một tí nữa mình cho vào máy xay mình xay dễ hơn. Mình cũng chỉ xay sơ thôi chứ không có xay cho nhuyễn mịn. Mình thấy gọt như vậy thì nó nhanh hơn là mình tách hạt. Tùy trái bắp to hay nhỏ mình có thể là chuẩn bị từ 4 đến 5 trái. Miễn sao cái lượng bắp khi sơ chế vậy rồi nè, mình cân ra nó gấp đôi lượng nếp là được. Nãy mình 300g nếp á, thì mình dùng đây là 600g cái bắp gọt ra rồi nè. Cái cùi bắp các bạn giữ lại một tí nữa mình cho vào trong cái nồi hấp á, nó sẽ thơm hơn. Trở lại phần nếp mình để lúc nãy nó đã ráo nước rồi. Các bạn có thể không có máy xay này, mình có thể cho vào cối mình giã cho nó nát sơ ra cũng được. Này mình có cái cối xay thịt này nè, mình cho vào mình xay vài vòng à. Cho nó vừa nát ra là được, không cần phải nhuyễn nha cả nhà.
mình chỉ cần bấm size thôi. Nếu không có cái máy này mình có thể cho vào cối mình giả sơ cũng được nữa. Nè, nó chỉ nát làm tư làm năm vậy là được. Mình không có xay nhuyễn thành bột nha. Mình cho hết ra cái chảo luôn, để một tí nữa mình trộn tất cả nguyên liệu với nhau á, mình còn xào nữa. Mình dùng cái cối này luôn, mình cho hết cái phần bắp vô đây, mình cũng xay sơ giống như vậy. Mình xay sơ để cho hai thứ nó trộn với nhau á, nó sẽ thơm ngon hơn. Vậy lúc nãy á, mình có nói với các bạn là bắp á, mình tách hạt cũng được. Tách hạt xong mình cho đây xay, nhưng mà xay sẽ lâu hơn. Mình cũng chỉ xay cho nó nát sơ ra như vậy nè, không cần phải cho nó nhuyễn mịn nha. Rồi mình cho chung vào trong cái nếp luôn. Phần nếp mình đã đổi qua cái chảo to hơn nè, cho nó rộng một tí nữa mình dễ xào các bạn. Cái chảo nãy mình thấy nó hơi chật á. Mình cho chung vào trong đây luôn. Và tiếp tục để ngon hơn, mình cho đây 200g dừa nạo. Cái dừa nạo này cả nhà chọn cái dừa hơi rám vỏ thôi thì nó sẽ ngon hơn mà nó không có bị sảm nha. Cái này mình dùng 200g nè. Và mình thêm vào đây 200g đường. Cái bắp này nó cũng có độ ngọt rồi đó, mình thấy 200g đường là vừa. Và cuối cùng là 2 muỗng cà phê muối. Cái bánh này nó sẽ có vị hơi mặn mặn nên cái độ lượng muối sẽ hơi nhiều nha các bạn. 2 muỗng cà phê nè. Rồi mình thêm vào 400ml nước cốt dừa. Cho hết nước cốt dừa vào rồi á, mình trộn cho nó thật là đều luôn, mình mới cho lên bếp mình xào. Các bạn nhớ là mình cho tất cả nguyên liệu vào với nhau, mình trộn cho nó đều trước rồi mình cho lên bếp xào nha. Vậy xào nó rất là nhanh, xào chỉ vài phút à, mình không trộn trước á, nó sẽ bị chỗ mặn chỗ lạt. Sau khi mình trộn đều nè, mình cho lên bếp. Đầu tiên các bạn có thể mở lửa trung bình. Khi nào mà mình nghe nó có hơi tiếng xèo xèo rồi đó, mình giảm xuống lửa nhỏ nha. Thời gian xào khoảng từ 5 tới 7 phút mà. Khi các bạn thấy nó ráo lại, phần nước nó rút hết vào trong nếp và bắp á, và nó có độ kết dính là được. Khi mình mới trộn xong á, cả nhà thấy nó có một xíu nước, mình xào chừng vài phút à, là nó sẽ rút vào hết. Phần nếp á, nó đổ nhựa ra, nó sẽ tạo độ kết dính. Và lưu ý là mình phải đảo thường xuyên như vậy nha. Đầu tiên thì mình có thể mở lửa trung bình. Khi mà nó nóng lên rồi á, là mình phải mở lửa nhỏ. Cái thời gian xào chỉ khoảng 5 tới 7 phút thôi, nó không có xác định. Các bạn thấy mà nó kết dính là như vậy nè, phần nước nó rút vô vào hết rồi. Và cái nguyên liệu á, nó kết dính như vậy là được nha, nó sệt sệt như vậy nè. Là mình có thể tắt lửa đem đi gói bánh được rồi. Thì gói bánh này cũng rất là đơn giản luôn. Các bạn dùng cái vỏ bắp lúc nãy đó, mình rửa sạch để ráo nước nè, và mình cho vào vờ bên trong. Cái lượng nguyên liệu, lượng bánh á, nhiều hay ít là do cái vỏ bắp nó to hay nhỏ. Miễn mà sao các bạn có thể gói trọn bên trong là được. Cái này mình xào kỹ, nó có độ kết dính rồi á, nên nó cũng không có chảy đâu, các bạn đừng có lo. Rồi mình cứ cho vào trong mình gói tròn lại là được. Và các bạn bẻ cái đầu ở bên cái đuôi vỏ bắp, còn trên đầu cứng á, thì mình để nguyên. Nè, vậy mình bẻ trên cái đuôi lại là được. Thì các bạn sẽ dựng đứng lên. Khi hấp mình cũng dựng đứng lên luôn nha. Tiếp tục mình làm hết phần còn lại nè. Mình cho vào vừa đủ để gói trọn trong cái vỏ bắp là được. Rồi cuốn lại và gói cái phần đuôi lên nè. Và khi cho vào xửng hấp thì mình dựng đứng lên. Lúc này nó còn ít á, mình để cái chén cho nó dễ đứng. Nồi hấp thì các bạn nên nấu nước sôi sẵn nha. Mình cho vào trong xửng luôn nè. Và cho vào hấp từ lúc nước sôi. Hấp với lửa trung bình thôi. Thời gian hấp khoảng 25 phút với cái bánh này nè. Tùy các bạn gói bánh to hay nhỏ, nếu to hơn thì thời gian có thể tăng lên thêm. Chế cái bánh như nãy giờ mình gói là 25 phút là bánh chín. Và chỉ cần hấp với lửa trung bình. Bánh sau khi mình hấp 25 phút rồi nè, mình tắt lửa đem ra ngoài. Bánh này các bạn để nguội ăn mới ngon. Khi nóng nó sẽ mềm và hơi nhão, nguội bánh nó dẻ lại rất là ngon luôn. Và đây là phần bánh thành phẩm của mình nè cả nhà. Mình để cho nó nguội hẳn rồi, mình sẽ mở ra cả nhà xem thử nha. Chỉ cần gói lại là thôi, không cần buộc dây, nhưng phần bánh nó rất là chắc luôn.
Bánh rất là thơm, dẻo ngon nữa, mà có độ mặn mặn á, nên nó không có bị ngán. Đặc biệt bánh này cả nhà cho vào ngăn mát tủ lạnh, ngày hôm sau á, bánh nó dẻo lại ăn rất là ngon mà không hề bị cứng chút nào luôn á. Hôm nào có thời gian các bạn hãy làm thử món bánh này để mời gia đình mình thưởng thức nha. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại cả nhà video sau. Chào mừng cô chú anh chị các bạn đã trở lại kênh Duy Tân Food. Hôm nay mời cả nhà cùng vào bếp với mình để làm món bánh chuối hấp với đường thốt nốt nha. Món bánh chuối với màu sắc tuyệt đẹp luôn nè. Đường thốt nốt có độ ngọt thanh rất là thơm nữa. Ăn kèm với nước cốt dừa thật là tuyệt vời luôn. Với cách pha bột này, bánh dẻo mềm nè, không quá dai, cũng như không bị cứng khi để nguội và sẽ không có bị lắng bột trong lúc hấp. Mà cách làm món bánh này rất là đơn giản, nguyên liệu lại dễ tìm. Nếu thích món bánh chuối này, mời cả nhà cùng vào bếp thực hiện với mình nha. Và đầu tiên mình đi nấu nước đường để pha bột. Mình dùng đây là 200g đường thốt nốt. Các bạn dùng đường thốt nốt có độ ngọt thanh nè, nó thơm mà có màu đẹp tự nhiên nữa. Mình không cần phải thêm màu. Hôm nay mình sẽ làm hơi nhiều nha các bạn. Mình cho đây 800ml nước nè. Nếu các bạn làm ít thì mình có thể chia đôi công thức ra nha. Thêm vào khoảng nửa muỗng cà phê muối. Mình nấu với lửa nhỏ thôi. Các bạn chỉ cần nấu với lửa nhỏ từ từ cho nó tan hết đường là được. Đường này các bạn có thể cắt nhỏ ra hơn, nó sẽ nhanh tan hơn. Mình không cần phải nấu sôi nha. Mình nấu sôi thì mình sẽ chờ nó nguội hơi lâu thôi. Mình sẽ pha bột với nước ấm khoảng từ 60 đến 70 độ là được. Nè, khi các bạn nấu thấy nó tan đường là mình có thể tắt lửa được rồi. Nếu lỡ nó sôi thì mình sẽ chờ khoảng 5-10 phút cho nó nguội bớt. Nó sẽ còn khoảng độ ấm nóng khoảng hơn nước uống là được nha. Nó khoảng 60 đến 70 độ C. Mình đi chuẩn bị phần bột luôn. Mình dùng đây là 400g bột năng. Nãy mình có nói đó, mình làm hơi nhiều. Nếu mà các bạn làm ít thì mình chia đôi công thức ra. Thêm vào 150g bột gạo. Và để bánh nó mềm hơn á, thì mình thêm vào đây 50g bột bắp nè. Không có bột bắp thì các bạn có thể sử dụng luôn cái phần này là bột gạo cũng được. Nhưng mình thấy có bột bắp thì bánh nó mềm hơn. Cho tất cả các loại bột với nhau rồi á, mình trộn đều lên. Rồi mình xem cái nước đường á, nó nguội bớt chưa thì mình mới cho vào từ từ nha. Nước đường các bạn có thể canh á, nó còn ấm nóng mà nó nóng hơn cái nước uống xíu là được. Mình có thể cho vào từ từ nè. Thường trong đường thốt nốt nó hay có bụi đó các bạn. Thì mình cho qua cái rây á để mình lược bỏ cái phần bụi đó. Cho vào hết rồi mình khuấy đều cho nó tan bột luôn. Mình pha bột với nước ấm như thế này á, bột nó rất là nhanh nở và nó không có bị lắng bột khi trong lúc hấp nữa. Nó hơi khó khuấy thì các bạn khuấy từ từ cho nó tan đều hết phần bột ở dưới đáy luôn nha. Sau khi mình khuấy nó tan đều rồi mình để đây cho nó nghỉ một chút. Chỉ cần nghỉ 10 tới 15 phút là được. Trong thời gian này mình đi chuẩn bị phần chuối luôn là vừa. Chuối mình chuẩn bị đây là 2kg nè các bạn. Các bạn nên chọn chuối chín mùi á thì nó sẽ ngọt ngon hơn nha. Phần này là mình chuẩn bị 2kg nè. Mình bóc vỏ luôn. Chuối bóc vỏ xong á, các bạn có thể bóp nát hết hoặc là mình cắt lát hết cũng được. Cái này á, mình sẽ ở trong phần trong bánh á, thì mình sẽ bóp, còn mình sẽ cắt một ít để mình làm ở trên mặt cho nó đẹp hơn. Này, các bạn chọn những cái chuối mà nó tròn đẹp á thì mình cắt lát để mình làm trên mặt cho nó đẹp. Còn phần còn lại mình sẽ bóp. Mình thấy chuối mà bóp làm bánh chuối nó sẽ thấm và sẽ ngon hơn. Thì tùy các bạn thích thôi, mình cắt lát hết cũng được nữa. Còn cái này mình chỉ cắt những cái lát đẹp để đủ để mình làm ở trên mặt thôi. Nè, phần còn lại các bạn có thể mang bao tay vào mình bóp ra cho nó nát hết luôn. Chỉ cần bóp nát là được, không cần phải không cần phải cho nó nhuyễn mịn hết đâu. Tùy các bạn nha, cái phần này mình cũng có thể cắt lát luôn cũng được. Nhưng mình thấy là bánh chuối hấp thì cái phần ở trong bánh á, mình nên bóp vậy á, thì nó sẽ ngon hơn. Rồi vậy là được rồi nè. Trở lại với phần bột, mình để nghỉ được 10-15 phút rồi. Này các bạn thấy không, mình để nó không hề bị lắng bột chút nào luôn á. Do mình pha với nước ấm đó, bột rất nhanh nở. Nhưng mà trước khi cho chuối vào thì để đảm bảo hơn, các bạn nên khuấy đều trước. Mình mới cho hết phần chuối mình đã bóp vào. Cái phần chuối cắt lát mình để lại nha. Một xíu nữa mình để trang trí trên mặt. Cho vào các bạn khuấy đều.
trong lúc này á, mình nên nấu sẵn cái nồi nước sôi để mình hấp nha. Mình đi chuẩn bị khuôn nè, khuôn thì các bạn nên quét cái dầu ăn. Bánh này nó rất là bị dính, nên mình quét kỹ phần dầu ăn, quét dưới đáy khuôn, quét trên thành luôn. Nếu mà cả nhà có khuôn chống dính hoặc là khuôn silicon á, thì nó ít dính hơn. Nhưng mà khuôn nhôm thì này thì mình phải quét kỹ phần dầu ăn nè. Và mình sẽ lót thêm cái phần lá chuối dưới đáy nữa để dễ lấy bánh ra hơn. Không có lá chuối thì mình có thể lót bằng cái giấy nướng bánh á. Sau đó mình sẽ cho cái phần bột và chuối mình đã trộn lúc nãy đó. Các bạn canh cái độ dày khoảng 3 đến 4 xăng là vừa. Mình cũng không nên làm quá dày nha. Cho vào xong thì mình xếp hết cái phần chuối cắt lát mình đã để lại lúc nãy đó. Các bạn xếp lên mặt, xếp đều lên luôn. Mình xếp đều lên hết rồi á, các bạn ấn cái phần chuối này nè cho nó dính chặt vào bột nha. Để khi mình hấp nó không có bị nứt cái mặt bánh và nó cũng không có bị rời cái miếng chuối này ra khi các bạn cắt bánh á. Các bạn cứ ấn cái phần chuối này xuống cho phần bột nó phủ đều lên trên mặt là được. Nè. Làm xong thì các bạn có thể cho vào hấp luôn. Cái nồi ha, mình sẽ hấp từ lúc nước sôi nên nồi hấp các bạn nên chuẩn bị sẵn á. Nồi nước mình nấu sôi sẵn này các bạn, mình cho vào xưởng hấp luôn. Và hấp vô lửa trung bình, thời gian hấp thì tùy vào cái độ dày của bánh đó. Cái này là mình làm 4 xăng nè, mình hấp khoảng 40 phút. Cái nắp thì các bạn có thể bọc bằng lớp vải, hoặc là mình sẽ trong thời gian hấp mình lau nước đọng cho nó không nhỏ vào bánh. Hấp 40 phút rồi, không an tâm các bạn có thể dùng tăm tre mình xăm vào bánh mình thử, nếu nó không có dính ra trong tăm là được nha. Và bánh này mới hấp xong thì rất là mềm, nên các bạn để ra ngoài cho nó nguội hẳn luôn, mình mới lấy ra khỏi khuôn và cắt được nha các bạn. Trong thời gian chờ bánh nguội thì mình đi nấu nước cốt dừa. Mình dùng đây là 1 lít nước cốt dừa nè. Bây giờ mình cho vào đây 120g đường. Thêm vào nửa muỗng cà phê muối. Cái này là mình nấu nước cốt dừa theo cái kiểu ăn bánh chung. Nếu các bạn muốn ăn nước cốt dừa theo cái kiểu của người miền Tây á thì mình sẽ thêm lượng muối vô đây nha. Mình thêm khoảng 1 muỗng cà phê, nó sẽ hơi mặn mặn. Và các bạn có thể chuẩn bị thêm hành lá nếu mình thích. Nấu nước cốt dừa thì các bạn nấu với lửa nhỏ thôi, mình nấu từ từ. Khi nào thấy nó sôi nhẹ lên rồi á, mình mới cho thêm phần bột gạo vào. Mình chuẩn bị đây là 2 muỗng canh bột gạo mình pha với nửa chén nước nè. Mình cho đây để tạo độ sánh. Khi nó sôi nhẹ rồi á, các bạn cho từ từ phần bột này vào cho mình khuấy đều. Mình vẫn nấu với lửa nhỏ nha cả nhà. Mình cho từ từ và vừa cho vừa khuấy như thế này. Và từ khi mình cho hết phần bột vào rồi, mình nấu thêm 2-3 phút nữa cho nó chín kỹ phần bột, cũng như cho phần nước cốt này nó sánh lại là được. Và nước cốt này mình nấu theo kiểu là ăn chung cho các loại bánh. Nếu các bạn muốn mà ăn theo đúng cái kiểu bánh chuối người miền Tây á, thì hồi nãy phần muối các bạn cho 1 muỗng cà phê nè. Và mình chuẩn bị thêm phần hành lá cắt nhỏ. Và trong lúc này cả nhà mình có thể cho hành lá vào luôn, cũng rất là thơm ngon luôn. Sau khi mình cho bột vào xong, mình nấu 2-3 phút nữa cho bột nó chín kỹ là được. Cả nhà mình có thể tắt lửa được rồi. Và khi mình tắt lửa để nó thơm ngon hơn, cả nhà mình có thể thêm một ống vani nha. Cái này thì tùy thích. Mình tắt lửa ra mình mới cho vani vào, mình khuấy đều cái nữa là xong. Vậy là mình đã xong phần nước cốt để ăn kèm với bánh chuối, rất là ngon luôn nè các bạn. Cái bột để tạo độ sánh cho nước cốt các bạn nên dùng bột gạo hoặc là bột bắp, bột nếp cũng được, nhưng mình không nên dùng bột năng nha. Bánh lúc nãy khi để nguội á, các bạn nên thoa trên mặt một ít dầu ăn hoặc là dầu dừa để nó không có khô mặt. Và khi nó nguội rồi á, mình mới dễ lấy ra khỏi khuôn, bánh nó xe lại á, mình dễ lấy ra khỏi khuôn hơn. Bánh có màu sắc tuyệt đẹp luôn cả nhà, màu tự nhiên từ đường thốt nốt đó. Mình dùng đường thốt nốt á, cái màu nó đẹp nè, mà nó rất là thơm, ngọt thanh nữa. Để cắt bánh dễ dàng, các bạn có thể bọc cái màng bọc thực phẩm vào trong cái dao, mình sẽ cắt ra từng miếng nhỏ dễ thưởng thức hơn. Nước cốt các bạn có thể dọn kèm riêng hoặc là mình chan lên luôn. Và để món bánh chuối hấp dẫn hơn, các nhà có thể chuẩn bị thêm một ít mè rang mình rắc lên trên, hoặc là đậu phộng rang mình giã nhỏ. Vậy là món bánh chuối hấp đường thốt nốt thơm ngon hấp dẫn của mình đã hoàn thành nè. Mời cả nhà cùng thưởng thức với gia đình mình nha. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại cả nhà video sau. Chào mừng cô chú anh chị các bạn trở lại kênh Duy Tân Food. Hôm nay mời cả nhà cùng vào bếp với mình để làm món bánh cuốn ngọt nha, món bánh dân dã của người miền Tây.
Bánh với phần vỏ bên ngoài được làm từ bột năng nên có độ trong và rất dai ngon luôn. Nhân thì từ dừa nạo rám vỏ nè, trộn với đậu xanh được hấp chín kỹ. Bên ngoài được phủ một ít mè rang đó nên rất là thơm ngon. Cả nhà có thể ăn không nè, hoặc là ăn cùng với muối mè, muối đậu phộng đều rất là ngon luôn. Và cách làm món bánh này cũng rất là đơn giản, nếu thích mà cả nhà cùng vào bếp thực hiện với mình nha. Cho mình chuẩn bị đây là 300g dừa nạo, cái này cả nhà chọn có dừa hơi rám vỏ thôi để nó có độ béo ngon mà nó không có bị sảm nha. Và mình cho đây 100g đường. Thêm nửa muỗng cà phê muối. Mình trộn đều cái phần này lên, trộn đều cho dừa nó thấm đường đó. Sau đó mình để đây, mình đi hấp đậu một tí nữa cho nó tan đường rồi mình đem đi xào cho nó nhanh. Rồi trộn đều để qua một bên nè, mình đi hấp đậu luôn. Đậu xanh thì mình chuẩn bị là 150g, mình ngâm nở trong vòng ít nhất là 4 giờ nha các nhà. Sau đó xả sạch lại để ráo nước và mình cho vào nồi hấp. Và mình hấp ở lửa trung bình thôi, thời gian khoảng 30 phút, khi nào đậu nó chín mềm là được nha. Rồi trong thời gian này mình đi nấu nước đường để pha bột luôn. Mình cho vào nồi 370ml nước. Và thêm vào 100g đường thốt nốt. Mình dùng đường thốt nốt á, nó sẽ có bánh có màu vàng đẹp tự nhiên luôn cả nhà. Và nó có độ ngọt thanh thơm ngon nữa. Và mình nấu lửa nhỏ thôi nha. Nấu cho nó vừa tan đường là mình tắt lửa liền. Mình không nên nấu lâu. Nấu lâu nó nóng quá thì mình cũng chờ cho nó nguội bớt. Bởi mình chỉ pha bột từ nước ấm thôi. Và nấu lâu thì nó cũng bị bay hơi, nó mất cái lượng nước mình đã canh đó các bạn. Này nó tan hết rồi. Vậy là mình tắt lửa mình đem ra ngoài luôn. Bột mình chuẩn bị đây là 150g bột năng. Mình thêm vào 50g bột gạo. Mình pha thêm tí bột gạo đó để bánh nó giảm bớt độ dai cả nhà. Nó dai quá cũng không ngon. Và mình thêm 1/4 muỗng cà phê muối. Phần nước đường mình mới nấu á, mình cho vào từ từ. Các bạn canh nó còn độ ấm nóng vừa, khoảng 3-40 độ là vừa nha. Mình không cần phải canh chính xác, canh như cái nước nóng mà mình vừa uống được là được nha. Cũng không nên nóng quá. Và mình cho vào từ từ để mình dễ khuấy nè. Cái này mình pha bột bằng nước nguội cũng được. Nhưng mình thấy do là cái đường cục đó mình cũng phải nấu cho nó tan. Nên mình canh pha bằng nước ấm luôn. Nước ấm thì bột nó nhanh nở hơn. Sau khi mình khuấy đều nó tan bột mình lược qua rây để cho bột nó mịn hơn. Lược qua rây rồi thì mình để cho bột nghỉ ít nhất 30 phút mà mới đem đổ bánh nha cả nhà. Và hôm nay mình sẽ làm hai mẻ, nó có hai màu. Cái mẻ đầu tiên là màu tự nhiên từ đường thốt nốt. Phần thứ hai mình sẽ làm màu lá cẩm nha. Mình đi pha bột luôn nè. Mình cho vào đây 270ml nước. Và thêm 100ml nước lá cẩm. Thì tổng cái lượng chất lỏng cũng là 370ml giống như lần đầu vậy các bạn. Mà này mình thêm màu đó. Cái này mình thêm 100g đường. Cái này đường cát trắng bình thường. Vẫn nấu lửa nhỏ y như vậy, nó vừa tan đường là mình tắt lửa luôn. Phần bột cũng y như vậy luôn, 150g bột năng và 50g bột gạo. 1/4 muỗng cà phê muối, nước mình cũng canh nó độ có độ ấm nóng vừa phải đó, cho vào từ từ và mình khuấy đều. Cái này do mình muốn có hai màu cho nó đẹp đó, cả nhà làm một màu cũng bình thường nha, thì mình nhân đôi cái công thức lên. Hoặc là có thể thay thế bằng nước lá cẩm bằng lá dứa. Rồi mình khuấy đều rồi mình cũng cho bột qua rây như vậy. Và cũng để nghỉ 30 phút. Trở lại với phần đậu xanh nè. Mình hấp hơn 30 phút luôn rồi. Các bạn thử thấy nó chín mềm là được. Nó nở bung mà nó chín mềm là được nha. Rồi mình tắt lửa mình đem ra ngoài luôn. Phần dừa mình ướp đường lúc nãy đó. Các bạn cho lên bếp và mình xào với lửa nhỏ. Xào khoảng từ 4-5 phút là được rồi cả nhà. Cho nó vừa ráo lại là được nha. Mình không cần phải xào lâu. Cái này mình cũng có thể để cái dừa sống vậy luôn. Mình trộn đường thôi, mình trộn với đậu luôn. Nhưng mình xào như vậy nè, thì cái dừa mình bảo quản được lâu, được nguyên ngày luôn. Rồi mình xào khoảng 4-5 phút á. Sau đó các bạn tắt lửa đem ra ngoài. Rồi mình mới trộn đậu vào nha. Phần đậu mình để mình hấp chín lúc nãy rồi nè. Cho đây mình trộn đều lên cái nữa là mình xong phần nhân. Rất là đơn giản luôn đó các bạn.
Phần nhân này đơn giản nhưng mình ăn nó rất là ngon luôn. Nó có độ béo và bùi đó của đậu và dừa đó. Nó ngon lắm luôn đó. Và cái dừa này cả nhà nên chọn cái dừa hơi rám vỏ thôi nha. Mình không nên cái dừa khô quá thì mình nó béo nhưng mà nó rất là dễ bị sảm. Vậy là xong phần nhân này nè. Để tráng bánh thì mình không cần khuôn, các bạn cho vào nồi hấp cái dĩa, mà lựa cái dĩa có cái đáy hơi bặn xíu. Và mình cho vào, mình quét ít dầu, mình làm nóng cái dĩa trước nha. Các bạn làm nóng khoảng 2-3 phút là được. Mình chỉ làm nóng lần đầu tiên thôi. Nhớ là phải làm nóng dĩa thì nó bánh mới không bị dính dĩa nha các bạn. Sau khi làm nóng rồi, mình cho một lượng bột vừa phải. Các bạn canh đừng có dày quá mà cũng không mỏng quá. Mỏng quá thì mình không có gỡ được, mà dày quá thì bánh nó không có ngon. Mình cho vào mình tráng sơ vậy nè. Sau đó các bạn đậy nắp lại. Cái này hấp thời gian khoảng 3 phút, các bạn không cần canh kỹ, mình thấy á, nó trong veo như vậy là được nè. Vậy là mình lấy ra, mình cho cái dĩa khác vào. Mình phải để cái bánh này nó hơi nguội xíu mình mới cuốn được nha. Nên mình cho dĩa khác vào. Các bạn cũng làm nóng y vậy, còn mà dùng lại cái dĩa cũ thì không cần phải làm nóng. Mình chỉ cần làm nóng một lần thôi. Rồi cũng cho lượng bột y vậy. Nhớ là không có mỏng quá mà cũng không dày quá nha các bạn. Bánh mình hấp xong á, ra ngoài các bạn để cho nó nguội bớt. Mình có thể dùng cái muỗng hoặc là cái phới gì đó. Các bạn làm cho nó tróc ở bên cái dòng riềng trước nha, mình mới dễ cuốn. Nói là không dính nhưng mà nó cũng hơi dính á, nên mình phải gỡ từ từ, đừng để cho nó bị rách. Mình chỉ cần dở sơ lên là được. Sau đó mình cho nhân vào mình cuốn luôn, các bạn không cần phải lấy cái bánh ra. Mình cho nhân vào và cả nhà cuốn y chang như cuốn chả giò vậy đó. Nó rất là đơn giản. Nó đơn giản nhưng mà mình phải làm từ từ, đừng để cho nó bị rách cái miếng bánh á. Bởi vì nó cũng mỏng và nó mềm đó. Nó cũng hơi dính dĩa nha các bạn, chứ không phải là nó không dính nha. Nên mình phải làm nhẹ nhàng và từ từ thôi. Cuốn y chang như cuốn chả giò vậy đó. Rồi, cho nhân vào nè, mình cuốn lại vậy là xong. Nó đơn giản nhưng mình phải làm từ từ để nó không có bị rách cái miếng bánh. Rồi vậy là xong một cái nè. Khi hấp xong mình đem ra ngoài mình để cho nó nguội bớt mình mới làm được nha, mới cuốn được nha. Nè, cái màu lá cẩm mình cũng làm y như vậy luôn. Bánh này ở dưới quê mình kêu là bánh cuốn ngọt, cũng có người kêu là bánh cuốn Campuchia đấy các bạn. Nhưng mà hồi đó chỉ có một màu vàng tự nhiên từ đường thốt nốt thôi. Và mình tạo thêm cái màu của lá cẩm nè. Nếu cả nhà thích cái màu lá dứa, mình cũng thay thế được màu lá dứa màu xanh, nó cũng rất là đẹp luôn á. Bánh này làm rất là đơn giản nhưng mà ăn cực kỳ hấp dẫn luôn đó. Bây giờ cũng ít người bán lắm các bạn. Rồi, vậy là xong nè. Tiếp tục mình sẽ làm hết phần còn lại nha. Bánh khi cuốn xong á, các bạn có thể quét lên một ít dầu dừa để nó không bị khô cũng như bánh không bị dính. Và cái dĩa đựng á, các bạn cũng nên quét một ít để nó không có bị dính nha. Ở trên cùng mình có thể rắc lên một ít mè trắng rang đó, để nó vừa đẹp mà vừa thơm ngon nữa. Bánh này thì cứ như vậy thì mình thưởng thức thôi. Nhưng nếu thích đậm đà hơn, cả nhà có thể ăn kèm chung với muối mè hoặc muối đậu phộng cũng rất là ngon luôn. Này các bạn thấy không, có phần vỏ bánh trong veo luôn, dai ngon nè, bên trong là đậu xanh và dừa đó, béo bùi rất là thơm ngon luôn đó. Hôm nào có thời gian các bạn hãy làm thử để mời gia đình mình thưởng thức nha. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi hết video, hẹn gặp lại cả nhà video sau.